Trong mùa giải không có nhiều cầu thủ nội tạo ra dấu ấn nổi bật, Hoàng Đức và Văn Quyết có lẽ là những nội binh có điểm nhấn lớn nhất giữa sàn ngoại binh. Dấu ấn chân sút ngoại, top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2023 chỉ có duy nhất Văn Quyết là nội binh, 9 bàn. Chân sút nội đứng thứ hai là Nguyễn Đức Chiến, một cầu thủ có sở trường là trung vệ được sử dụng trong vai trò tiền vệ ở mùa giải này. Các tiền đạo ngoại tiếp tục áp đảo nội binh trong danh sách ghi bàn. Xu hướng này thực ra không mới ở các mùa giải V-League, ngay cả Hà Nội FC mùa này cũng có thời điểm sử dụng 3 ngoại binh ở hàng công. Ở câu lạc bộ Bình Dương, Nguyễn Tiến Linh không còn đóng vai trò chủ lực, Hoàng Anh Gia Lai không còn Công Phượng, Văn Toàn trong đội hình. Do đó, dấu ấn của các cầu thủ ngoại lại càng trở nên rõ rệt hơn. Vua phá lưới V-League 2023 là tiền đạo Rafaelson chân sút khẳng định được đẳng cấp từ những năm trước. Xếp sau là Bruno Cantagnetti cũng là cựu vua phá lưới V-League và John Free, tân binh thi đấu mùa giải đầu tiên ở Việt Nam. Hoàng Đức, Văn Quyết nổi bật, tiền vệ sinh năm 1998 ra sân đủ 20 trận mùa này. Anh ghi 5 bàn thắng và góp nhiều kiến tạo cho các đồng đội. Hoàng Đức cùng Văn Quyết là hai nội binh nổi bật nhất ở mùa giải V-League 2023. Bên cạnh một số tên tuổi như Đoàn Văn Hậu, câu lạc bộ Công an Hà Nội Trần Nguyên Mạnh, Nam Định Đặng Văn Lâm, Bình Định, Hoàng Đức có thể cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Tuy nhiên, đây là mùa giải mà dấu ấn của đa số các ngôi sao đội tuyển Việt Nam mờ nhạt. Họ không hẳn là chơi tệ, nhưng thiếu đi sự bùng nổ. Đặc biệt, huấn luyện viên Philippe Chaussier có nỗi lo lớn ở hàng công đội tuyển Việt Nam khi không có chân sút nội nào ghi được đến 10 bàn thắng. Được đầu tư mạnh, câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ một loạt tuyển thủ quốc gia như Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Đức, Tấn Tài. Giữa mùa, họ ký hợp đồng với hai ngôi sao Quang Hải và Philip Nguyễn. Đội bóng ngành công an vô địch, tái hiện kỳ tích của Hoàng Anh Gia Lai cách đây tròn 2 thập kỷ. Câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội thứ hai vô địch V-League ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng. Toàn bộ 7 vị trí dẫn đầu đều là các đội bóng thuộc vùng Bắc Trung Bộ trở ra. Điều này một lần nữa nhấn mạnh xu hướng chênh lệch về thành tích giữa các câu lạc bộ phía Nam và phía Bắc trong những năm gần đây. Đội bóng duy nhất xuống hạng ở V-League là câu lạc bộ Đà Nẵng thế lực một thời của giải đấu. Đội bóng miền duyên Hải Nam Trung Bộ chia tay cấp độ cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau 2 thập kỷ góp mặt. Đối thủ của câu lạc bộ Đà Nẵng trong cuộc chiến trụ hạng cũng là hai đại diện phía Nam. Câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều trải qua mùa giải đáng thất vọng và chỉ trụ lại ở giải đấu nhờ trận hòa ở vòng cuối cùng. Sự xuất hiện của Philip Nguyễn và Quang Hải, đây là hai bản hợp đồng bom tấn của mùa giải V-League 2023. Do câu lạc bộ Công an Hà Nội thực hiện để bổ sung lực lượng giữa mùa giải, thủ môn Philip Nguyễn thể hiện đẳng cấp ở những pha phản xạ xuất sắc, khả năng ra vào, phán đoán tình huống chuẩn xác. Ngoài ra, kỹ năng chơi chân của anh cũng rất tốt. Trong khi đó, Quang Hải chưa thể lấy lại phong độ như trước khi rời V-League sang Pháp thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng chưa được bố trí trong hệ thống quen thuộc và vị trí sở trường. Dù vậy, ở những trận cuối mùa giải, Quang Hải dần cho thấy sự bắt nhịp trở lại. Thách thức của huấn luyện viên ngoại, V-League vẫn là giải đấu đầy thách thức với các huấn luyện viên ngoại. Mùa giải 2023 không ngoại lệ, khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, các huấn luyện viên phải đối mặt với việc tối ưu hóa sự kết hợp giữa cầu thủ nội và ngoại binh, cũng như quản lý tình hình chấn thương và phong độ của đội ngũ cầu thủ.